Bộ Công an, bị can Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà khai báo thành khẩn, chi tiết. Kỳ lạ, tại sao lại thí điểm với loại giết người như thuốc lá điện tử? Ai chịu trách nhiệm về tính mạng của người dân? Thông tin mới về vụ trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn ở Cà Mau. Bộ Công an, bị can Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà khai báo thành khẩn, chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đại diện Bộ Công an cho biết các bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái đều khai báo với thái độ thành khẩn. Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, công bố tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 4 tháng 5. Theo ông Sô, tài liệu điều tra cho thấy trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, tập đoàn Thuận An trực tiếp hoặc liên danh đã tham gia và trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh thành phố với tổng giá trị là 23.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022-2023, tập đoàn này trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị là 18.000 tỷ đồng, trong đó có những gói thuộc nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau dịch COVID-19. Ông Sô cho hay, đến nay các bị can Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác khai báo với thái độ thành khẩn, làm rõ bản chất của vụ án, chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng kêu gọi những ai mắc sai phạm trong các vụ án trên báo cáo trung thực với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng. Ông Phạm Thái Hà quê Thái Bình từng kinh qua các vị trí thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính, hàm vụ trưởng, thư ký của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Quá trình làm trợ lý Chủ tịch Quốc hội, tháng 5 năm 2022, ông Hà được bổ nhiệm giữ thêm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu C03 Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Trong vụ án này, C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, khởi tố bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Kỳ lạ, tại sao lại thí điểm với loại giết người như thuốc lá điện tử? Ai chịu trách nhiệm về tính mạng của người dân? Thưa quý vị và các bạn, phiên giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, sáng nay xoay quanh loạt tranh luận sôi nổi về cấm hay thí điểm quản lý thuốc lá điện tử. Tại sao Bộ Y tế đề nghị cấm thuốc lá điện tử mà Bộ Công Thương lại muốn thí điểm quản lý các loại thuốc lá mới? Là câu hỏi được đại biểu Quốc hội liên tục đặt ra. Dù vậy, phần trả lời của Bộ Công Thương về căn cứ thí điểm quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng dường như chưa thuyết phục. Mở ra mà không dừng được, ai chịu trách nhiệm về sinh mạng người dân? Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn Hà Nội nêu quan điểm. Tôi thấy kỳ lạ, tại sao lại thí điểm với chất gây nghiện, loại giết người mà thí điểm, không thí điểm gì cả. Theo ông Trí, thuốc lá điện tử tràn lan trên thế giới và cả ở Việt Nam, rất có hại, hại toàn diện và rõ ràng. Với tư cách người thầy thuốc, tôi đố ai tìm ra được một chút ưu điểm về loại thuốc lá điện tử này. Vì đại biểu ngành y cho rằng thuốc lá điện tử chứa rất nhiều chất gây nghiện, gây ung thư, không những không hạn chế thuốc lá thông thường mà còn kích thích hút thuốc lá thông thường, tăng liều lượng. Trong nhiều lần được mời làm rõ ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đều thể hiện quan điểm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bà Lan tái khẳng định và nêu rõ tác hại của thuốc lá điện tử nung nóng là khôn lường. Quan điểm của Bộ Y tế vẫn đề xuất cấm. Nữ Bộ trưởng dẫn số liệu thống kê cho thấy mỗi năm có khoảng 40.000 người chết vì thuốc lá. Với trào lưu mới tập trung chính ở thế hệ trẻ, có nên mở ra cho thí điểm không? Tại sao mở ra rồi mà không dừng lại được? Lúc đó ai chịu trách nhiệm trước sinh mạng của người dân Việt Nam? Đại biểu Trần Thị Vân, Ủy ban xã hội hỏi Bộ Công Thương đã nghiên cứu kỹ tác động của đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá điện tử hay chưa và người dân, nhà nước được hưởng lợi gì từ đề xuất này. Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội Đặng Thuần Phong băn khoăn vì hành lang pháp lý chưa có trong khi thuốc lá điện tử đang tác động rất lớn đến xã hội. Ông hỏi việc buông bỏ quản lý trách nhiệm thuộc về ai,
căn cứ của việc cấm hay hợp pháp hóa cho kinh doanh thuốc lá điện tử cũng là câu hỏi ông Phong đặt ra cho Bộ Y tế và Bộ Công Thương. Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội cũng hỏi về trách nhiệm của các Bộ Y tế. Công Thương khi sản phẩm thuốc lá thế hệ mới chưa được quản lý, lưu hành nhưng đã được bán trên thị trường. Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa đề nghị làm rõ tính được mất giữa lợi ích về mặt kinh tế nếu kinh doanh thuốc lá điện tử đem lại và cái hại về chi phí bỏ ra để chăm sóc sức khỏe. Trả lời câu hỏi về trách nhiệm quản lý, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan giải thích, từ khi xuất hiện tác hại của thuốc lá điện tử, Bộ đã triển khai nhiều công việc để tham mưu quản lý nhà nước về vấn đề này. Bà Lan nói, nhưng việc xây dựng luật không phải một sớm một chiều, cứ xuất hiện trên thị trường là điều chỉnh được ngay mà cần bằng chứng, cần đánh giá tác động, nên Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch sửa luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng khẳng định việc đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá điện tử cũng nhằm mục tiêu quản lý tốt hơn. Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết khi xây dựng chính sách về nội dung này đã gửi xin ý kiến tất cả các bộ nhất trí, tuy nhiên Bộ Y tế không đồng ý. Chính phủ yêu cầu hai bộ ngồi lại thống nhất với nhau, nhưng đến nay hai bộ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và chưa thể trình phương án cuối cùng lên chính phủ. Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cũng nhất trí với Bộ Y tế. Ông nhận định thuốc lá điện tử có tác hại đến sức khỏe của con người, đặc biệt là thanh thiếu niên. Sản phẩm này không chỉ gây hại về sức khỏe mà còn về kinh tế. Đặc biệt, theo Thiếu tướng Quân, hiện nay các đối tượng phạm tội về ma túy thường lợi dụng sản phẩm thuốc lá điện tử để tẩm ướp pha trộn ma túy. Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh, thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử rất phổ biến. Đi ngoài đường khi dừng chờ đèn đỏ, người ta cũng rút thuốc lá điện tử ra hút. Tỷ lệ này gia tăng đáng lo ngại, nên cái hại nhiều hơn là lợi ích về kinh tế và xã hội. Trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn ở Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển đã khởi tố vụ trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn Rạch Gốc và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý. Liên quan vụ trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển đã khởi tố vụ án. Sau khởi tố vụ án, Công an huyện sẽ chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh, khởi tố bị can và xử lý theo thẩm quyền do tổng giá trị tài sản vụ trộm trên 500 triệu đồng. Mở rộng điều tra vụ trộm két sắt, công an phát hiện xe máy của Nguyễn Chí Thiện, 38 tuổi và Danh Nhỏ, 33 tuổi, cùng ngụ huyện Nam Căn, Cà Mau, sử dụng cũng là tài sản các đối tượng trộm cắp mà có. Cũng trong quá trình truy bắt nghi phạm vụ trộm, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ một đối tượng khác đang bị công an tỉnh Bình Dương truy nã và thêm đối tượng tàng trữ trái phép chất cấm. Vợ chồng ông Trần Mạnh Kha, phó bí thư thị trấn Rạch Gốc, vắng nhà cả ngày. Chiều cùng ngày, vợ ông Kha về đã phát hiện cửa nhà bị phá, mất két sắt trong phòng ngủ. Trong két có tiền và vàng trị giá khoảng 600 triệu đồng, nên trình báo công an. Khi bị bắt, Nguyễn Chí Thiện và Danh Nhỏ đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Khai với công an, cả hai cho biết đã dùng võng bọc két sắt lại để chở đi nơi khác phá và lấy tài sản. Tiền mặt trộm được, chúng dùng mua điện thoại, xe, đồng hồ, còn vàng chia gửi người thân cất giữ.